Trước khi đi ngủ, ta uống một cốc nước mật ong vào làm cho giấc ngủ chúng ta ngon lên. Có nhận thức rằng là người bị tháo đường, thì là sử dụng mật ong làm cho đường, lượng đường trong máu tăng lên. Nhưng ta sử dụng hợp lý, đây là theo nhiều tài liệu đã chứng minh rằng nếu đái tháo đường ta sử dụng mật ong hợp lý lại là điều trị đái tháo đường, chứ không phải làm cho lượng đường tăng lên. Đây là nhiều tài liệu trong Đông Tây Y đều có giới thiệu. Mật ong còn điều trị cho bệnh thấp khớp, ta sử dụng hợp lý làm cho bệnh giãn cơ, chữa được cái bệnh là thấp khớp, bệnh giãn cơ. Mật ong có tác dụng điều hòa tim mạch. Sử dụng hợp lý mật ong bằng cách là uống trực tiếp để chữa dạ dày, còn pha loãng mật ong với nước ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ.